nhấn này. Đấy. Giờ tiếp này. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cái mạch điện đảo chiều động cơ chạy qua chạy lại. Đó, mạch này thể sẽ được áp dụng vào các việc mà cần chạy tính tiến hoặc là cần gạt mưa cho ô tô. Đấy, thì mạch nó đơn giản vậy thôi. Đây, động cơ là mình cố tình mình làm cho nó chậm lại thì các bạn chỉ quan sát đảo chiều. Còn đây nó chỉ dùng hai con relay 5 chân và hai con relay 8 chân. Cái sơ đồ mạch điện thì mình có chia sẻ ở đây. Và tiếp theo cái video trước đây mình đã có nói đó, mạch đảo chiều động cơ có từ dự luân phiên dùng relay. Bạn chụp vào cái sơ đồ mạch điện trước nhé, rồi mình sẽ giải thích cái nguyên lý hoạt động của nó trước khi mình test thử cho các bạn xem. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về nguyên lý hoạt động của nó trước nha các bạn. Cái phần này thì mình đã giải thích rồi nè, cái phần đảo chiều bằng động cơ này, hai relay này là trong cái video trước đây. Đây thì các bạn sẽ tìm hiểu cái mạch này, tìm hiểu cái mạch này trong cái các video của mình thì mình đã giải thích rồi, cho nên mạch này mình không giải thích nữa, mình chủ yếu chỉ giải thích cái phần bên trên thôi, nguyên lý hoạt động của nó. Thì chúng ta sẽ dùng là hai con relay 8 chân 12V, hai con tụ điện 16V 100 microfarad và hai con relay 5 chân 12V. Rồi, khi chúng ta đấu mạch điện này này và chúng ta cấp nguồn cho nó âm dương thì mạch nó chưa hoạt động nha các bạn. Thì muốn hoạt động thì chúng ta phải nhấn nút này, nhấn nút khởi động, nhấn start một cái thì nó bắt đầu hoạt động. Thì theo nguyên lý nha, đây là cái cấp nguồn này, cấp nguồn dương này. Rồi, do trong trạng thái bình thường này, cấp điện vào thì cái chân com đang nối vào NC, com nối NC đấy. Thì đó, thì khi mà điện 12V từ chân com cấp nguồn vào này, nó sẽ nối qua chân NC đi qua đây tới nút start. Thì chúng ta nhấn nút vào thì điện 12V sẽ cấp vào theo đường dây này đi xuống đây. Đó, thì nó làm con tụ điện này nạp, tụ điện này nạp và relay này đóng. Relay này đóng thì cái chân com này nó sẽ đóng vào chân NO bên này. Chân com này sẽ đóng vào NO bên này, làm nó cho tự dự nhé, nó tự dự tiếp, truyền qua con diode làm con này tự dự. Và lúc đó đồng thời kích cho điện của này thì motor chạy theo chiều thuận kim đồng hồ. Rồi, khi đó nếu chúng ta nhấn nút nhấn này á thì không có tác dụng, tại vì con này nó đang còn ở cái chân com này, đang nối trên NC đấy, con này chưa đóng. Thì chúng ta có nhấn dự chân này thì không có tác dụng thôi. Rồi, lúc mà con relay này đang đóng này, từ chân com về chân NO này này đang đóng, thì chân com nó đã tiếp qua chân này để truyền điện cho con này tự dự, và chân com này đã chuyển qua NO và sẵn sàng cho con này đóng. Thì lúc đó chúng ta nhấn cái nút, nhấn nút này R này, thì lập tức con này có điện, tụ điện này nạp và tụ điện này đóng. Đó, thì tụ điện này đóng này, nó sẽ cấp từ chân com này đi về đây, chân com này đi về đây, đúng không? Này, từ chân com này nhá, đóng về đây thì nó sẽ ngắt điện đấy các bạn, điện nó không còn truyền từ chân com này qua đây nữa. Đấy, thì sẽ ngắt điện thế này, do đó nó sẽ truyền về đây, NO này nó đóng về đây. Đó là truyền cho con này đóng. Thì khi con này đóng rồi thì nó bị mất điện bên này. Đây, mất điện này, điện này không còn đóng nữa, cho nên con này là nhả ra trở về trạng thái bình thường. Rồi, khi đó chúng ta muốn đảo chiều tiếp thì chúng ta nhấn bên này một cái. Đấy, thì do cái chân này này, con này đang đóng thì chân điện 12V từ chân com đang nối vào đây. Đấy, thì con này lại tiếp tục có điện, thì sẽ lại đóng, hút vào
hút vào đúng không? Nó hút vào thì nó sẽ nối chân NO, chân com về NO này, chân com này nối vào đây tiếp tục truyền điện, và lúc đó cái chân này này nó đóng vào rồi thì nó sẽ lại ngắt bên này, chân com này nối NC này nó lại bị ngắt, cho nên con này không có điện và cứ như thế nó cứ chạy qua chạy lại. Sau đây mình sẽ test cho các bạn xem thực tế những cái mạch nữa. Đây, mình sẽ dùng một cái nguồn điện là 12V 2A, 12V 2A cục nguồn của camera các bạn. Mạch điện này là mình tự nghĩ ra các bạn, các bạn tìm trên mạng không có đâu, chỉ có người sáng tạo thì mới nghĩ ra những mạch như thế này thôi. Đó, khi mình cấp điện vào thì nó không có chạy đâu các bạn. Chúng ta phải nhấn nút khởi động, nút start đó. Đó, thì motor đã chạy nhá. Các bạn chú ý này, nó đang quay theo chiều kim đồng hồ nhá, thuận chiều kim đồng hồ. Bây giờ mình nhấn độ đảo chiều này. Đó, nó đảo chiều. Quay ngược chiều kim đồng hồ và chúng ta cứ đảo chiều thôi. Đấy. Nó đảo chiều ngay lập tức. Đây mình để gần để các bạn xem cho dễ nhé. Đây này, nhấn này. Đấy, giờ tiếp này. Nó tự giữ luôn các bạn. Hai cái điểm này thì các bạn sẽ câu ra cái công tắc hành trình nhé, tiếp điện thường hở. Thì khi mà motor nó chạy tới, thế nó ấn một cái thì nó thường đóng lại, đóng mạch thì motor đảo chiều. Khi motor chạy đi thì sẽ trở lại thường hở. Mạch này mình nghĩ là ứng dụng rất là nhiều trong thực tế. Đấy. Bạn nào mà muốn cái sơ đồ mạch điện này á, thì có thể liên hệ mình. Bạn nào tự ráp được á, thì mình sẽ gửi cái mạch điện cho các bạn đó tự ráp, tự in cái bo mạch. Còn bạn nào mà không có điều kiện để ráp thì có thể liên hệ mình sẽ làm và gửi cho các bạn nhé. Còn sơ đồ mạch điện thì các bạn cứ đấu đúng như cái sơ đồ mình đã chia sẻ thì nó sẽ chạy là 100%. Rồi, các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ để ủng hộ kênh mình nhé. Đồng thời nhớ nhấn đăng ký và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo. Tiếp theo mình sẽ làm cái mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái mạch điện tắt mở bằng một nút nhấn, chỉ sử dụng relay thôi. Đó, các bạn nhớ đón xem nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.